Thời gian qua, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, tạo sự lan tỏa thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ đó đã góp phần thay đổi hành vi, trách nhiệm của mỗi người trong tham gia bảo vệ môi trường. Nhằm hạn chế và tiến tới loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa, mô hình ngày hội sống xanh tại khu dân cư Hải Hạc 2, phường Hải Châu 2 đã thu hút được rất nhiều người dân quan tâm hưởng ứng. Với hoạt động đơn giản là người dân chỉ cần mang túi ni lông, các vật dụng bằng nhựa đã qua sử dụng đến điểm tổ chức để đổi lấy quà. Từ đó, mỗi người dân hình thành được thói quen không thải ra môi trường, xem đó là việc làm có ích và vận động tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. Người dân chúng tôi cũng rất là nhiệt tình và cố gắng là thu gom cũng như là không xả bao lông bừa bãi và để gom một chỗ để hàng tháng khu dân cư tổ chức thu đổi để thứ nhất là làm sạch môi trường, hai là nó thêm một phần quà rất là thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Với cái mục đích đầu tiên là người dân nhận thức được vấn đề là làm thế nào để hạn chế xả thải rác nhựa, túi ni lông ra môi trường để giữ cho khu dân cư, trước hết là khu dân cư nói riêng và thành phố nói chung là sạch đẹp. Đồng thời, tại các tuyến kiệt hẻm trên địa bàn khu dân cư, đoàn thanh niên tiến hành lắp đặt những lồng sắt hình chai nhựa để thu gom rác tái chế. Mô hình này cũng đã được nhân rộng ra 4 khu dân cư khác, trở thành những địa điểm tập kết rác tái chế sau phân loại rác tại nguồn của các khu dân cư này. Qua một số khu vực mà chúng tôi đã triển khai thì thật sự là cái hiệu quả nó rất là rõ. Về thứ nhất là hạn chế được cái rác thải nhựa ra môi trường, rồi những cái giảm đi được cái phân loại rác thải nhựa tái chế này. Thời gian qua, 9 khu dân cư thuộc phường Hải Châu 2 đều tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân phân loại và thu gom rác tái chế, triển khai mô hình ngôi nhà pin, tuyến kiệt văn minh xanh, mô hình thí điểm khu dân cư giảm nhựa, duy trì hơn 400 lượt ra quân thu gom rác tại nguyên vào thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Kết quả năm 2022, thu gom và bán được hơn 50 triệu đồng tiền quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.